Yo yo, đây là cái bóng chày Nip Quiz. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về luật chơi bóng chày, có thể xem clip hướng dẫn chơi bóng chày mà mình có làm nhé. Yo. Wow, cái thanh niên này ném bóng kỳ vậy. Ui, ui cái thanh niên này ném khó chịu nhỉ. Ui trời ơi. Cái con gấu mèo này ghê nhỉ. Để mình thử lại cái. Cái con gấu mèo này cân cả cả team luôn. Không thể tin được, nó càng ngày nó ném càng khó. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Mình không hiểu làm sao mà. Anh ơi tha cho em lần này. Tha cho em lần. Thua rồi sao? クレモンの新薬を Anyway, mình không biết 新薬札 Ok. Đâu với Pokemon. Okay, let's go. Pokemon. Hả? Yamadera Base, Dora Base đấu với đội những con gấu ở Yamadera, núi Yamadera. Pyokoemon vốn là ở trên núi, gấu Tanuki, gấu mèo ấy. Ok, hình như, thử đấu xem. Pyokoemon ngon thì nhào vô. À, cái bảo bối này nổi tiếng nhất là trong trận một trận nào đó mình quên rồi, nhưng mà Chibiemon sử dụng cái bảo bối này để chạy chạy về chốt nhà. Hình như là đấu đấy là tập mà Dorabase đấu với đội của Akane Flyers, cái đội của công tử Emoli. Bút sáp màu wow 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 wow. Ôi trời ơi, Pokemon Pokemon nhìn ngầu nhỉ. Ok, nhưng mà làm sao thì vẫn hit. Ôi công nhận, công nhận Doraemon chạy nhanh thật. Wow. Ok. Ui. May quá, may quá. Mình đã quá kinh nghiệm vụ này, bị fly out phải chạy về chốt. Phải đứng im ở trong chốt. Ui, ui. Wow, cái thanh niên này ném bóng kỳ vậy. Đấy là Shrike á. Con lạy má. Đây là bóng chày, không phải ảo thuật. Mình nghĩ là trận này lành ít dữ nhiều ấy, thành ra mình phải dùng tuyệt chiêu thôi. Chết này con trai. Không run không? Ui, cái này không run chắc rồi, 2 điểm. Không nói nhiều. Ui, bay ra. Bay ra ngoài khỏi vận động. Bay ra khỏi sân vận động. Wow. Đúng là hàng Mỹ có khác. À, mèo Mỹ, mèo Mỹ. Wow, mèo Mỹ nó khác mèo. Ui, 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 con này có. Ủa, mình vừa đánh cái gì à? Ủa, đấy là bạn, đấy là. Ui giời, thấy chưa, thấy chưa. Đấy. Goremon chạy tính là cũng chậm. Khoan, có nhiều thứ phải nói trong pha này. Thứ nhất, đấy là tuyệt chiêu à? Phải không? Có phải là mình dùng tuyệt chiêu không? Vậy cái thứ hai là tại sao
Cái thứ hai là Kuramon chạy chậm quá cho nên là dùng bút sáp màu để chuyển chút hai. Và đấy là pha cũng ăn hên đấy. Ui, cái thanh niên này thì em khó khó chịu nhỉ. Ok. Ui chưa. Ôi. Cái con gấu chó này. Ôi. Là sao? Ở trong truyện là đội những con gấu ở vùng Yamadera là hình như là các bạn ấy phải cái vùng cái ngọn núi của các bạn ấy bị bán hay sao ấy, thành ra các bạn mới phải tham dự cúp quan bạo hung. Cho nên là kiểu cực kỳ quyết tâm để mà giành lại ngọn núi cho để có tiền nó chuộc lại ngọn núi cho mình. Kinh thật, đúng là trận chung kết căng cực. Ui, chết tôi rồi. Trận này căng ấy. Căng cực. Ui, 161 km giờ. Wow. Lần đầu tiên thấy Hiroshi này ném mạnh như vậy. May quá, cái hiệp vừa rồi. Ok, Pokemon. Không ăn thua. Sao nhỉ? Làm sao nhỉ? Ui, làm sao mà nãy mày mới hit được? Đấy, thấy chưa? Mình nói mà. Pokemon cực kỳ. Đánh hit cực kỳ nhiều nhá. Hiroshi. Không được rồi, không ăn thua rồi, không ăn thua. Không ăn thua. Hay không? Làm sao mà bân nhỉ? Ôi trời ơi. Cái game này khó phết đấy. Out. Wow. Các đồng đội cố giúp Hiroshi. Hình như là nếu mình kéo cái này về cuối này thì mình sẽ ném bóng thẳng được. Đúng không? Không. Làm sao mà nãy Hiroshi ném được bóng thẳng kiểu 160 mấy km giờ nhỉ? Đấy. Nãy ném 160 mấy km giờ hổ báo lắm mà. Ok, hết hiệp. Mà trọng tài lại tính những cái trái đấy. Trái... Ui, nó ném toàn ngoài biên không các bạn ạ. Gì nữa, gì nữa, gì nữa. Ôi gì nữa, ôi gì nữa. Ôi cái độ này chơi hạt nha. Ôi mày quá, mày không đánh cái trái đấy. Thử cái này coi. Nhưng mà gần như là mình không thể nào mà ghi được hết ấy. Kinh thật. Cái con gấu mèo này ghê nhở. Đây mình thử lại cái tuyệt chiêu này. Ui, chết rồi. Đánh. Mình không thể nào dùng tuyệt chiêu
Trận này căng thật. Mà dù ghi 3 điểm rồi nhưng mà mình vẫn... Ôi, con cầu mèo kìa. Nhưng mà mình vẫn thấy sợ sợ nào ấy. Trời đất ơi, cái con gấu mèo này cân cả team luôn. Thánh thần ơi, coi kìa, thấy chưa? Mình sợ là có lý do mà. Khiếp thật. Nó cân cả team luôn các bạn ạ. Không phải tin được. Hai out rồi à? Kỳ bóng thật. Ok, để xem lần này mình có ghi được hit không. Bên mình vẫn ghi được nhiều hit hơn, 14 hit nhưng mà không phải tin được, nó càng ngày nó ném càng khó. Khó, quá khó. Pokemon đổ mồ hôi hột luôn. Làm sao để bắn nhỉ? Cái gì nữa, cái gì nữa? Đánh. What? Nó có... Con này nó có bao nhiêu? Thánh ghi hit Pokemon. Thánh ghi hit. Thánh ghi hit, không nói nhiều. Thánh ghi hit. Làm thế nào để bắn? Nữa hả? Má ơi, nữa hả? Đánh. Trời ơi. Chỉ muốn khóc thét luôn đấy. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Mình không hiểu làm sao mà mình ghi được hit ở 2 hiệp đầu nữa. Không thể nào. Không thể nào mà tìm ra cách mà đánh nó được. Một out. Double play. Hay lắm anh em. Phải cho nó biết thế nào là 5 cuộc xuất hạ. Ok. Strike. Ok. Ok. Cái trái này không phải strike. Con này nó ăn cái gì mà nó ném giỏi nha. Thánh thần ơi. Strike. What the hell, độc tài. Trọng tài nó bị con này thôi miên luôn hay gì ấy. Cái đấy mà xoay á, tôi đánh ông. What? Làm ơn ghi được hit thôi. Một hit thôi. Ôi, mình cứ tưởng game này dễ lắm. Cách biệt chỉ có 2 điểm. Một con số không nhiều nhặn nhỉ. Không đủ làm cho mình yên tâm. Ê, nếu mà nó ghi home run ở trong pha này thì có nghĩa là hòa. Mà nếu hòa ấy thì cái với tình thế như này là mình sợ thua. Mà mình không biết mình đang ném cái gì nữa. Mình vừa nói cái gì? Mình vừa nói cái gì? Trời ơi. Lần đầu tiên chơi game này mình bị dồn vào cái thế như thế này. Không thể tin được. Một pha lội ngược dòng. Nổ cả não.
Nó kiểu cảm giác như là nó giấu bài ấy. Nó giấu bài này bây giờ nó mới trông cậy cả về Emon với lại Cremon. Không được, không được. Đấy. Thôi, các bạn ơi, mình dùng bảo bối rồi đấy. À quên, mình dùng từ tiêu đấy mà vẫn bị ao này. Chưa bao giờ mình cảm giác mà bất lực như này. Chơi game này chưa cảm giác nào bất lực như này. Được không? Ăn thua không? Không ăn thua. Không ăn thua. Không ăn thua. Trời ơi. Làm sao để mà thắng bây giờ? Không ăn thua. Bây giờ nếu mà Pioco lên ném để đánh một lần nữa là mình. Là mình thua chắc. Thật sự bây giờ đứa nào lên nó cũng đánh hit này. Trời ơi, kìa coi kìa, nó đánh kìa. Bên mình không thể nào mà chạm được bóng con Pokemon. Càng về cuối trận càng tình huống nó càng tồi tệ đi. Chức vô địch. Sao cảm thấy xa vời quá. Ui, ui trời ơi, cái gì thế này? Thứ mấy rồi? Thứ 8 rồi. Trái này mà không double play được là con double play. Trời ơi, Pokemon. Anh ơi, tha cho em lần này. Tha cho em lần này. Thiệt, em. Ném cái gì bây giờ? Ném cái gì bây giờ? Ném cái gì bây? Ôi. Hiệp 7 rồi. Hiệp 7 rồi. Mình đánh hit á. Ôi cơ hội. Cơ hội là đây chứ đâu. Cơ hội là đây chứ đâu. Cố lên Pia Côi. Thành đánh hết. Ôi mình tim mình đập thình thịch luôn này. Không ăn rồi. Làm ơn nào. Trận này không thể nào kết thúc ở 7 hiệp được. Không thể nào. Mình không diễn đâu các bạn ạ. Mình rất là nghiêm túc ấy. Mình rất là căng thẳng. Cái trận này cực kỳ khó luôn. Nó khó hơn mình nghĩ. Ok. Ui ui. Bấm lộn. Mém chết. Kinh khỉ. Rồi, nó ghi hết rồi. Không phải trong lúc này. Càng về cuối càng. Con Pokemon đáng lẽ nó phải đánh thứ tư kìa. Nó là con đánh khủng khiếp nhất trong. Nó ghi 2 home run rồi đấy. Emon nó ghi được mấy home run? Ok. Lần này là cơ hội của mình để chiến thắng. Nếu không mình không. Ok. Oh no, không được rồi. Sự dễ mòn.
Không được. Lê. Không được rồi. Mình hết lượt tuyệt chiêu rồi. Không ăn. Sao mình lại bị quan thế này trong khi mình vẫn còn cơ hội foul này chưa? Cơ mà mình cực kỳ run. Mình nghĩ là trận này mình sẽ thua. Ow! Hiroshi ơi, làm ơn có thể ném kiểu 160 km này. Mình không hiểu làm thế nào. Nãy ném được 160 km nhiều hơn cơ mà. Kiểu hổ báo lắm mà. Không ghi được cái này, đi chết đi. Thiệt. Quyết ăn thua đủ. Không được. Chết rồi, mình sử dụng hết. Đúng vậy, vậy. Hóa ra vừa nãy là mình vừa sai. Chết rồi. Không còn cách nào khác, phải thắng bằng thực lực thôi. Phải thắng bằng thực lực. Trời đất ơi. Chết này. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Thua rồi sao? Lượt sau là cái con gấu chó Biocolemon đánh. Thua thật rồi. Wow, mình thua à? Ok, cho nó lên chốt thôi. Giờ là làm mọi cách. Giờ là làm mọi cách để chiến thắng. Giờ là làm. Trời ơi. Trời ơi, trông trông che kìa nó hít ta. Con đau tim quá. Ôi, sống lại từ cõi chết. Pha đấy mà ghi home run là mình thua rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sâu. Ủa, hít hả? Ủa, hai đứa làm cái gì vậy? Ủa, ném về chút hai là xong rồi. Ủa, cái gì vậy? Mình vừa mới chết mà sao bị... Bây giờ mình lại chết nữa hả? Lần này không bắt được thì... Ừ, là vậy đi, trời ơi. That's right. Chết đi. Oh, yes, yes, yes. Lên nào, ba chút. Ôi đến chừng nào?
Đến chừng nào tôi mới có thể ghi điểm? Không được. Có vẻ như mình bắt đầu... Ôi, hiệp thứ 10 rồi. Mình không thể nào trụ tiếp được như này đâu. Cái pha này là may mắn lắm luôn á. Bây giờ chỉ cần một đứa lên là Pioco lên, Pioco sẽ lên đánh bóng. Mà mình cực kỳ sợ cái viễn cảnh đấy. Bằng mọi giá không để cho Pioco lên đánh bóng. Nếu không đây sẽ là một trận mà mình cầm chắc cái thua. Strike out nào. Có thể chứ. Do it. Ok. Áo rồi. Không ăn được cái này thì không còn mặt mũi nào cả. Để nhìn tổ tiên hết. Đúng rồi. Không được. Ok, ăn chắc mặt bền. Từ từ mà lên, Nào, hy vọng của nước Mỹ. Yeah. America. Yeah. America. The land of the braves. Ôi người hùng, tôi không thể nào hình dung. Sự thật là chúng ta đang gần với chiến thắng hơn bao giờ hết các bạn ạ. Ôi tôi có đang nằm mơ hay không? Ê à bớt rồi. Ôi 2 điểm. 3 out nữa thôi. Hiroshi ơi, Pioco Lemon chuẩn bị lên đài bóng. Trời đất ơi, đây là kịch bản của manga cơ mà. Đây là kịch bản của manga. Ao, không, trời ơi. Trời, Pioco lên. Nó mà ghi hòa được. Không. Đây, giờ mình có 2 lựa chọn. Hoặc là mình cho Pioco lên. Hoặc là mình sẽ đối đầu. Mình là người đàn ông. Đối đầu. Đúng ra dừng lại đấy thì có out rồi. Ok, mình đối đầu nhưng mà không out được. Out, đúng rồi, 1 out rồi. 2 out rồi thôi. Không cho ghi điểm nào hết. Không. Hit dành cho đội Dora Base, 47 hit dành cho đội Yamadera Base. Wow. Quá hay. Mặc dù đội mình thua nhưng mà quá hay. Quá nhiều cảm xúc. Mình quá tập trung vào Pokemon mà không nhận ra là những thành viên khác cũng làm nỗi đáng sợ. Wow. Không thể tin được.
Không biết là mình còn đấu được giải này không nhỉ? Không, không đấu được nữa. Wow, quá xứng đáng. Yamadera Bears quá xứng đáng để nhận lại ngọn núi của quê hương mình. Quá xứng đáng. Wow, game này không hề dễ. Và thế là mình không biết nói gì bây giờ. Có thể là mình đây là đầu tiên mình cảm nhận, đây là thua ấy, mà cảm giác mà kiểu rất nhiều cái cảm xúc trong lòng, kiểu như là mình vừa cảm thấy là kiểu buồn vì mình thua, mà kiểu thua sát nút như vậy ấy. Kiểu mình chỉ cần cách chiến thắng có mấy out nữa thôi, nhưng mà mình cảm thấy cực kỳ là kiểu khâm phục đối thủ nếu đối thủ có thật, nếu mà đây là một, nhất đây là máy tính đúng không, nhưng mà kiểu cảm giác như là mình thực sự đấu với một đội bóng có thật ấy. Mà cảm giác cái đội này nó cũng mong muốn chiến thắng giống như mình. Rất hay. Hơi tiếc là mình không còn có gì cơ hội đấu lại với Pyokoemon. Vậy là hết video rồi. Hôm nay chơi game rất là vui. Hãy subscribe kênh Bóng Chày. Hãy bấm subscribe ngay để đón xem những video mới nhất về Bóng Chày ở trên kênh Bóng Chày Nếp Quýt của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Let's play ball. Bye bye.